Chiều nay ngày 22 tháng 4, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi tiếp ngài Mark Evan Knapper, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, đến chào ra mắt nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ mới. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp, ngài Mark Evan Knapper, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua, đồng thời vui mừng trước quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa các cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ với thành phố Đà Nẵng. Ngài đại sứ đánh giá cao những tiềm năng của Đà Nẵng về du lịch, hạ tầng công nghệ thông tin, giao thông, cũng như sự hỗ trợ tích cực của thành phố đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đồng thời mong muốn thời gian đến, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Hoa Kỳ và Đà Nẵng. Chào mừng ngài đại sứ trên cương vị mới, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc ngài đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ công tác thành công, đồng thời cho biết hiện nay Đà Nẵng bên cạnh những tiềm năng lớn về du lịch, thành phố cũng có định hướng phát triển lâu dài trên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, logistics. Chính vì vậy, Bí thư Thành ủy mong muốn ngài đại sứ sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Hoa Kỳ, nhất là mời gọi thêm nhiều nhà đầu tư Hoa Kỳ đến với Đà Nẵng, chung tay xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.